Minh Phi xin kính chào quý vị. Một tuần trôi qua thật nhanh, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ngữ Pháp Tình Yêu. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, Minh Phi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất là đặc biệt về một người con của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đại tá Phi Công, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy. Và ông Nguyễn Văn Bảy có điều gì đặc biệt? Xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngay sau đây. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy còn được gọi thân mật là ông Bảy Phi Công. Ông chính là một trong ba phi công đầu tiên được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đã bước sang cái tuổi 78, nhưng người hùng phi công ngày nào vẫn phương phi, hào sảng. Tên ông là Nguyễn Văn Hoa, là người con thứ bảy ở Miệt Lai vùng Đồng Tháp. Người đời gọi ông là ông Bảy, riết rồi quen. Cái tên của ông chỉ còn là Nguyễn Văn Bảy. Thời kỳ chống Pháp, anh hùng phải thi chiến cũng nghe nói. Này là ông Tổng Đức Mạnh à, từ hồi năm 2005 năm ông Hà Nội đó, núi cao đó, bắt mấy xe rồi đó. 17 tuổi bị ép lấy vợ, ông Bảy bỏ trốn theo bộ đội. Năm 1954 tập kết ra Bắc. Một thời gian thấy dáng cao lớn, khỏe mạnh, ông Bảy được chọn đi học lái máy bay. Văn hóa chưa qua trường lớp nào, chỉ biết đọc, biết viết, nên lên Lạng Sơn phải học cấp tốc 7 ngày 7 lớp. Nhờ nhanh trí mà ông tiếp thu đủ các nguyên tắc, kỹ thuật. Nhớ lời Bác Hồ dặn trước khi lên đường: các cháu là những học sinh chiến sĩ miền Nam, phải học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành những phi công giỏi, để giải phóng đất nước và còn để chở Bác vào thăm đồng bào, đồng chí miền Nam. Ông Bảy ra sức học tập và rèn luyện. Đến năm 1965, ông là một trong số những phi công đầu tiên của Việt Nam đáp xuống sân bay Gia Lâm, chuẩn bị lực lượng cho không quân Việt Nam bắt đầu cuộc chiến mới với không lực Hoa Kỳ. Trong suốt những năm chiến đấu từ năm 1966 đến năm 1968, phi công Nguyễn Văn Bảy đã tham gia chiến đấu 13 trận, 7 lần bóp cò là 7 lần máy bay Mỹ phải rơi. Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, năm 1967, ông được Bác Hồ phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và ngay bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng chào đón Đại tá Phi Công, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy, là người con của đồng bằng sông Cửu Long. Xin chào bác Bảy, hôm nay bác Bảy có khỏe không? Cảm ơn, bác Bảy tôi thì lúc nào cũng khỏe. Dạ, Minh Vi biết là cuộc đời của bác Bảy gắn liền với con số 7. Gắn liền với những chặng đường nào và những câu chuyện nào gắn liền với số 7 về bác Bảy? Đúng rồi, cái việc này thì hồi xưa tôi không nghĩ ra đâu. Tôi đầu tiên là ở nhà sinh ra là thứ 7. Chính tên là tên Hoa, Nguyễn Văn Hoa, nhưng mà mấy ông cậu hay cười bảo mày là tên con gái. Thì từ đó sau tôi bỏ việc cái tên đó, là tôi thứ 7 và tên 7 tôi đặt, tôi gọi luôn như thế. Dạ. 17 tuổi thì tôi đã tham gia cách mạng rồi. Trước khi tôi đi học về không quân thì trình độ văn hóa lúc đó mới có lớp 3, cộng trừ nhân chia chưa xong. Thầy giáo bồi dưỡng cho tôi trong 7 ngày, phải xong 7 lớp, tức là phải có trình độ lớp 10 đó. Dạ. Tức là các cái định luật của lớp 10, định luật Bát Nui, định luật Newton, rồi tình hình thiên văn, thí tượng gì đó. Tất cả là người ta bồi dưỡng cho, vì khi lái bay thì phải có cái trình độ như thế mới được. Tôi lại đi học lại lái bay MiG-17.
cái tên cái chiếc bay cái số hiệu nó là MiG-17. Trong chiến đấu 7 lần tôi bắn là coi như rơi 7 chiếc bay. Tôi được tuyên dương anh hùng năm 67. Rồi tôi sinh thằng con đầu lòng tháng 7 năm 67 luôn. Thành ra nếu mà tính ra thì cũng có chục số 7. Thì hồi xưa ông bà ông cha mình hay nói câu này, 3 thì chìm, 7 thì nổi, 9 thì lên đinh. Đó. Thành ra nhưng mà đến giờ khi để ra thì nghiệm lại mình thấy mình cái duyên mình nằm ở số 7. Vậy lúc mà bác Bảy hồi nhỏ, bác Bảy có nghĩ là mình sẽ trở thành phi công lái máy bay không ạ? Cái đó là không, chắc không bao giờ có vụ đó đâu. Tôi nói thiệt là nhỏ ở đồng quê rất là xa xôi. Từ thị trấn đến nhà tôi còn cái 2 cây số mà đến mấy chục cây cầu luôn, không biết. Mà tôi đến 16, 17 tuổi là chưa bao giờ biết cái thị xã xe đạp nó là sao nữa. Chưa hề nghĩ mình sẽ có cái xe đạp, chứ đừng nói nghĩ máy bay. Tôi là nhỏ là thấy máy bay nó bay lên trời, mình sướng lắm. Nghĩ có nghĩ là bây giờ làm sao mình đứng gần quay cái chiếc máy bay cho nó sướng con mắt, cái gì máy bay nó bay lên trời nó không có đậu dưới đất, mà mình đâu có đến phi trường nó biết nữa mà. Nghĩ vậy thôi chứ còn nói nghĩ mà mình sau này mình sẽ lái chứ bài đó thì không bao giờ có cái ý nghĩ đó. Dạ. Vậy rồi khi mà lần đầu tiên mà bác Bảy lái máy bay, cảm xúc ra như thế nào ạ? Tức là học về lý thuyết, lý luận bay đó, lý thuyết bay thì học hết xong bắt đầu là người ta nó cho bay thử cái bay nhỏ thôi, bay cánh quạt, bay thể thao đó. Lên ngồi chứ bay. Rất là gian khổ cho tôi là lên bay một chút xíu là nôn. Sức khỏe thì nói chung là tốt tất cả, nhưng mà phi công nó có cái đặc biệt là cái tiền đình khó ai kiểm tra được. Khi thực tế khi lên bay thì mới biết, những người không chịu cứ lên là nôn, lên là bay một chút xíu là nôn, bữa chịu không nổi. Nhưng mà mọi cái khó khăn là tôi phải vượt qua được. Là vì trước khi tôi đi học, bác Hồ có gặp nói rằng hỏi trong đoàn phi công này có chú nào miền Nam, chú nào miền Bắc, miền Trung gì đó, miền Nam thì giơ tay lên. Thì bác có nói câu là các chú người miền Nam, từ miền Nam tập kết ra Bắc, thì các chú vinh dự được chọn đi. Thì cái điều quan trọng nhất là bác nói các chú phải học giỏi, học lái giỏi, sau này thống nhất nước nhà thì bác sẽ đưa bác về thăm đồng bào miền Nam. Thành ra tôi nghĩ đến cái chuyện đó, mà mỗi lần khi mà gặp khó khăn thì cái lời nói của bác là cũng có động lực để tôi vượt qua khó khăn. Tôi nghĩ là tôi lấy cái xi bóng cũ tôi cắt, tôi treo trên gỗ, treo sợi dây lòng thòng đây, xong khi nào mà bay nó muốn buồn nôn thì nôn bữa xong rồi túm lại là tiếp tục phấn đấu một năm thì mới vượt qua cái điều đó. Bác Bảy có nhắc đến bác Hồ. Vậy thì trong những năm chiến đấu, những năm kháng chiến thì bác Bảy gặp bác Hồ mấy lần? Nhiều lần, nhưng mà ví dụ như hồi trước đó mình gặp thì bác đến, mình là lính đứng đằng xa, rất xa, quan hô bác, gặp bác nghe bác nói vậy thôi, đâu được gần bác chút nào đâu. Nhưng mà cái khi mà chiến đấu, tôi chiến đấu đã bắn rơi được 3 chiếc bay rồi thì bác có gọi tất cả phi công nào bắn rơi bay thì lên gặp bác. Cái lần đó là bác hỏi chú này bắn rơi bao nhiêu chiếc, chú kia bắn rơi bao nhiêu chiếc. Xong xuôi kết thúc buổi họp, bác nói với các ông chỉ phòng đồng võ giáp này, bây giờ các ông chỉ nghiên cứu một cái gì đó để phi công sau này lên gặp bác thì bác khỏi phải hỏi nữa. Mà bác nhìn đó là bác biết. Thì đấy là cái huy hiệu này. Huy hiệu này là mỗi một phi công bắn rơi một chiếc bay thì bác phát cho cái này. Sau này ai lên gặp bác thì có bao nhiêu bắn rơi cho mấy chiếc bay thì đeo hết vô. Thì bác chỉ đếm, nhìn tôi thí dụ như tôi đeo 7 cái thì bác đếm phải à chú này bắn rơi 7 cái, chú này bắn rơi 9 cái, chú kia bắn rơi 2 cái thì bác nhìn bác biết, khỏi một câu hỏi. Và
trong suốt những cái năm tháng như thế và cũng rất là gắn bó, có nhiều câu chuyện gắn bó với bác Hồ. Thì với bác Hồ có điều gì mà bác Bảy day dứt, bác Bảy chưa làm được hay không ạ? Khi bác Hồ mất thì tôi cũng được đứng túc trực đằng sau linh cữu của bác. Đến cái ngày mà truy điệu thì tôi về đơn vị, tôi dẫn đầu 12 chiếc bay bay qua viếng bác, bay bay ngang qua gia đình viếng bác. Thành ra nói đối với bác thì tôi mà không có bác động viên, không có bác mà dạy bảo thì tôi đã chắc là tôi không thành công. Nước Việt Nam mình hồi nào giờ là chưa có phi công. Thì bác có nói chuyện này, bây giờ các chú là không quân, các chú đánh với nhau với Mỹ, gọi là mở mặt trận trên không đó, là phải thắng lợi. Các ông chí lãnh đạo của bộ phận không quân, các ông chí phi công tự nghiên cứu cái đánh, đánh thế nào mà thực hiện theo cái lời bác Hồ. Mở mặt trận trên không phải đánh thắng trận đầu tiên, là phải đánh thắng. Hai là càng đánh càng thắng, càng đánh càng mạnh, càng trưởng thành. Bác quan tâm nhất là gì? Các phi công. Những người nào mà đã có thành tích rồi đó, phải giữ lại. Giờ tôi bắn rơi 3 chiếc, tôi được tiên anh hùng. Tôi bắn 4 chiếc nữa. Thì chiều nay có kế hoạch trực, nhưng mà đến 9 giờ là coi như là có lệnh xuống là tôi ngày mai không được trực nữa. Thì tất nhiên là ý cấp trên là muốn giữ lại những cái người có thành tích là giữ lại để làm nòng cốt cho sau này. Thì bản thân mình đầu tiên thì cũng thắc mắc, mình đang đà mà, đang cái đà xông lên, đang hứng mà. Và giờ tự nhiên cắt không cho bay nữa. Nhưng mà ngồi nghĩ suy nghĩ lại thấy cũng đúng. Mình giỏi thì dứt khoát có người khác nó giỏi hơn mình. Đó. Đúng là nếu mà tôi mà thả cho đánh liên tục thì sẽ bị. Mà nếu mà không giữ lại thì chắc giờ tôi không còn ngồi đây để mà nói những cái chuyện như thế này. Vậy thì có lúc nào mà bác rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh không bác Bảy? Lần đầu tiên là người ta dạy nào mình học y vậy. Ví dụ ta nói giờ 1-4 chứ 3 vậy. Cái anh số 1 á là chỉ huy. Chiếc 2, số 3 là phải bám bảo vệ cho cái anh số 1. Thì đầu tiên mình mới tham chiến là đầu tiên. Tôi đâu có biết. Thì số 1 phát hiện một chiếc bay ổng đuổi. Thì mình lo anh bám theo ổng, đuổi. Đuổi mới nghiêng vậy á. Đằng sau nó phóng vô hỏa tới lửa. Tôi nghe máy bay nó nổ một cái rầm là máy bay nó hình như nó dừng lại, nó đang bay mà nó dừng lại. Phía đằng trước mặt tôi một cái lỗ to hơn cái này. Rồi còn nó bay nhẹ hết. Cố gắng tôi bay giờ tôi bảo. Nếu mà nó chưa cháy mà không điều khiển được thì tôi mới nhảy dù, chứ còn tôi còn điều khiển được mà nó không cháy là tôi bay về. Mà tôi bay 80 cái số tôi về, tôi hạ cánh cáo hồi đó thời cáo chỉ Liên Xô còn giúp mình đó. Giờ nhìn thấy chiếc bay bảo hồi nào giờ tôi chưa thấy chiếc bay nào nó như thế này mà mày bay được về rồi. Giờ các ông thoải mái ông đếm là tất cả là 82 lỗ trên chiếc bay. Cái lần đó là coi như là tôi không bắn rơi được nó, nhưng mà giờ được thưởng quân chương chiến công hạng 2, thành tích đưa cái bay vé nhảy mà từ 80 cái số đưa về hạ cánh an toàn. Yeah. Cái bay nó có cái đặc biệt, nó cũng như con người mình, tất cả người ta bố trí dây điện rồi máy móc tất cả nó tinh vi như người mình khác bằng nó. Thì nếu mà chỉ còn bằng ngón tay thôi mà nó trúng vô cái hệ thống xăng là coi như bốc cháy. Hay là nó trúng hệ thống điều khiển là coi như hết điều khiển là tiêu. Hay là nó lỡ nó trúng ngay đầu mình một cái vậy thì coi như mình chết rồi, thôi coi như tiêu. Nhưng mà nó bé nhẹ nhưng mà nó không trúng chỗ nào hiểm. Mình còn điều khiển được. Đó là cái trận đó là coi như là lần đầu tiên tôi mới lên sát chiến với nó mà bị nó bắn rơi như thế đó. Từ khi đánh nhau cho đến kết thúc tôi không ai nữa đó, là
máy bay Mỹ nó phóng tôi ít nhất cũng khoảng 20-30 quả tên lửa. Nhưng mà tôi phát hiện tôi né được hết. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta được lắng nghe những câu chuyện trong thời chiến của anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy. Còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm những hình ảnh của người anh hùng ở đời thường. Sau khi làm người anh hùng, làm một sĩ quan cao cấp trong quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyễn Văn Bảy lại trở về nơi ông đã sinh ra và lớn lên, bỏ lại danh lợi và quá khứ hào hùng. Ông thành một lão nông tri điền chân chất. Căn nhà này được dựng lên bên cạnh bờ ao để ông nuôi cá, trồng lúa, trồng khoai. Những ngày mới về, nhìn cảnh dân nghèo chưa có điện, còn phải sử dụng đèn dầu tù mù. Ông vận động các doanh nghiệp, bà con góp tiền, sau đó xin chính quyền kéo điện về thắp sáng vùng sâu. Xong việc này lại nảy sinh việc khác. Thấy giao thông còn khó khăn cách trở, ông tiếp tục vận động làm con đường trên 1 km. Giờ đây, bà con nông dân nơi này chỉ biết nông dân sản xuất giỏi bẫy lúa, mà ít người biết rằng ông chính là anh hùng phi công từng bắn hạ 7 máy bay Mỹ, là người lái chiếc MiG-17 dẫn đầu biên đội bay chào vĩnh biệt Bác Hồ. Bởi ông trồng lúa, trồng khoai cũng tài ba và khéo léo chẳng thua kém ai. Giờ đây, ở cái tuổi 78, nhìn bóng dáng cao lớn thanh thoát của ông trên cánh đồng quê hương mênh mông rộng lớn, trong nụ cười và những câu chuyện của ông, dễ dàng thấy được sự thanh thản và mãn nguyện với những gì mình đã có, cả về quá khứ lẫn hiện tại. Ông đã sống như một người anh hùng bằng tính cách của người miền Tây Nam Bộ. Bảy ơi, tại sao bác Bảy chọn cuộc sống ở ruộng vườn mà không ra phố ở ạ? Đó là bản chất của tôi đó. Tôi là từ người nông dân, xuất xứ từ nông dân đi tham gia cách mạng. Thì bây giờ khi nghỉ hưu rồi, mình phải trở về lại cái bản chất của người nông dân mình. Tôi bây giờ thường thường là sáng là 6 giờ, 5 rưỡi 6 giờ tôi thức. Tôi xách hai cái thùng, mỗi thùng 15 lít, 20 lít gì đó tôi xách. Tôi đi vòng, tôi tưới cây. Như mình tập thể dục, mà có khi khỏe hơn tập thể dục. Đó. Cái thứ hai là cây cối mình nó có nước, nó uống, nó phát triển tốt này. Thì nó, cái bản tính mình người lao động, phải lao động. Rồi lao động nó rèn luyện sức khỏe. Hai là dưới quê là tôi hít thở không khí, tôi có nhà là sát ruộng mà. Nhiều khi lúa nó chín, nó phát phát lên tôi ngủ, thì nó vẫn có mùi lúa. Tức là không khí rất là trong lành. Tài nghệ của bác Bảy thì không chỉ được biết đến trong nước, mà cả một binh lính người nước ngoài là binh lính Mỹ cũng biết đến bác, và sau này còn đến thăm bác nữa, đúng không bác? Vì có một lần là tôi bắn một phi công nó rơi, nhưng mà gia đình của họ đó có một cô gái đó, nói là ba nó bị mất từ ngày đó, tháng đó ở Việt Nam. Thì sang nói chuyện tôi biết ngay cái ngày đó, tháng đó là chỉ có tôi bắn thôi. Tôi bắn chiếc bài đó mà nó rớt, mà không thấy nhảy dù. Thì tôi nói là như thế là coi như ngày đó, tháng đó tôi đánh ở khu vực phả lại. Và tôi bắn rơi chiếc bài mà tôi không thấy phi công nhảy dù. Thì gặp nhau thì nói chuyện bình thường, đúng không? Nói là xưa tôi là phi công Việt Nam, tôi phải bảo vệ đất nước tôi. Thì giờ hồi xưa là do vậy gặp nhau giờ tôi không bắn anh thì anh bắn tôi, đúng không? Chứ còn giờ thôi coi như hòa bình rồi thì cái việc đó thì coi như mình
không có để ý đến cái dân nữa. Đó, tức là khi hòa bình rồi, khi sống hòa hợp với nhau rồi thì coi như là con người với con người là bạn bè. Chiến tranh đã đi qua gần 40 năm giải phóng thì đất nước đang thay đổi từng ngày. Bác có suy nghĩ gì không? Có chứ. Là vì nó thế này rồi. Mình chiến đấu để mục đích làm gì? Để giải phóng dân tộc, để xây dựng đất nước. Thành ra từ khi giải phóng giờ nó qua mấy chục năm thì mình thấy đất nước mình nó càng giàu, càng mạnh, càng ấy, là cái điều đó mình rất phấn khởi mà. Tôi nghĩ là để mình đấu tranh thì cũng để làm việc đó thôi chứ. Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, dân minh là cái đó. Cái mà mình làm được đến đâu thì mình thấy tự hào, thấy phấn khởi. Bác Bảy có lời nào muốn nhắn gửi tới lớp trẻ, đặc biệt là các phi công trẻ không ạ? Thì bây giờ tôi nói anh em phi công thì tôi rất tin cái gì. Vũ khí bây giờ nó hiện đại hơn xưa nhiều. Anh em phi công giờ trẻ, nhưng mà anh em nó có cái điều rất thuận lợi là có chúng tôi đi trước rồi. Những cái bài học, những cái kinh nghiệm chiến đấu như thế nào đó, thì đã có. Tôi tin rằng anh em phi công mình cũng làm như được như chúng tôi đi trước. Tôi tin tưởng là cái điều đó là một cái điều nó sẽ đến như vậy. Và nếu như mà có được một điều ước thì bác ước điều gì? Tôi thì sống, tức là tôi cái chủ nghĩa dần dần thôi. Tức là hồi chưa giải phóng thì tôi nói khi nào giải phóng Việt Nam mình chết cũng được. Khi giải phóng thì mình thấy cái chỗ này khó khăn quá. Trời ơi, chừng nào bắt được cầu Mỹ Thuận là tôi chết, là tôi cũng vừa bụng, tôi thấy ngay là tôi chết cũng được. Nhưng mà rồi giờ nó không chết. Rồi đến cầu Cần Thơ, rồi dần dần á, tôi nói đến cầu Cầu Lãnh, cầu Cầu Lãnh, cầu Vòng Cống nữa. Nhưng mà cái đó mình mừng, mình nói vậy thôi chứ. Chắc là cầu Cầu Lãnh với cầu Mỹ Thuận ở cầu Vòng Cống xong tôi chưa chết đâu. Tôi còn phải để tôi coi đất nước mình càng ngày nó lên như thế nào, đến mức nào. Nói gì nói chứ giờ có nằm xuống tôi cũng thấy yên lòng, mà cũng thấy sướng trong bụng. Mình thấy tự hào lắm. Đất nước mình nó sẽ tiến lên thôi. Dạ, thay mặt cho chương trình Ngữ Pháp Tình Yêu, con cảm ơn câu chuyện mà bác Bảy đã chia sẻ với chương trình. Và cũng chúc cho bác Bảy có nhiều sức khỏe và cuộc sống luôn luôn an vui. Cảm ơn bác. Thưa quý vị, qua câu chuyện mà anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy đã chia sẻ cho chúng ta, thì chúng ta có thể thấy rằng người lính Cụ Hồ trong thời chiến họ là những người lính sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, hy sinh xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Trong thời bình họ là những tấm gương sáng, vẫn sống và chiến đấu. Và hơn hết đó chính là tình yêu quê hương, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Đến đây thì chương trình Ngữ Pháp Tình Yêu xin được khép lại. Quý vị cũng có thể viết thư và gửi về cho chương trình thông qua địa chỉ là ngữphaptinhyeuamoc@gmail.com. Minh Vy xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Cần anh.